về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Lan. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong bài học ngày hôm nay. Ở bài học hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau đi làm bài tập của bài số 17, luyện tập rồi đúng không nhỉ? Đến bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập của bài số 18, ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo trong sách bài tập toán lớp 5, tập 1, trang số 24 nhé. Trước tiên để làm được bài tập thì cô và con sẽ cùng nhau đi nhắc lại một số kiến thức cần nhớ về bài tập này nhé. Đầu tiên là cô có ví dụ, đó là có 100kg gạo được chia đều cho các bao. Bảng dưới đây cho biết số bao gạo có được khi chia hết số gạo đó vào các bao. Mỗi bao đựng lần lượt là 5kg này, 10kg và 20kg. Người ta đã thống kê cho con một cái bảng bao gồm có 4 cột và 2 hàng. Hàng đầu tiên cho con biết số kg gạo ở mỗi bao: 5kg, 10kg và 20kg. Và hàng thứ hai người ta cho con biết số bao gạo. Số bao gạo ở bao 5kg là 20 bao, số bao gạo ở bao 10kg là 10 bao và số bao gạo ở bao 20kg là 5 bao. Từ đó người ta cho con nhận xét, đó là khi số kg gạo ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu lần thì số bao gạo có được lại giảm đi bấy nhiêu lần. Ta nhìn thấy rằng nếu mà số bao gạo là 5kg thì sẽ có 20 bao. Nhưng mà ta chỉ cần gấp số kg gạo ở mỗi bao lên 2 lần, tức là 10kg, thì số bao gạo sẽ lập tức giảm đi 2 lần, là 20 chia 2 là được 10 bao luôn, đúng không nhỉ? Tương tự như vậy, nếu mà từ số kg gạo ở mỗi bao là 10kg mà ta tăng lên gấp 2 lần là 20kg, thì ta cũng thấy rằng số bao gạo lại giảm đi 2 lần, tức là 10 bao chia cho 2 bằng 5 bao. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái bài toán này. Muốn đắp xong nền nhà trong 2 ngày thì cần có 12 người. Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần có bao nhiêu người? Và người ta cho con biết đó là mức làm của mỗi người là như nhau. Ta đã tóm tắt được bài toán này như sau: 2 ngày thì cần có 12 người, như vậy 4 ngày sẽ cần hỏi chấm người. Với cái bài toán này chúng ta sẽ có 2 cách làm. Cách đầu tiên, đó là chúng ta sẽ đi tính xem muốn đắp xong nền nhà trong một ngày thì cần số người là, ta chỉ cần lấy 12, ta nhân thêm 2, ta được kết quả đó là 24 người, đúng không nhỉ? Bởi vì 2 ngày thì cần có 12 người, như vậy số ngày giảm đi 2 lần, tức là 2 ngày chia cho 2 bằng 1 ngày, thì số người ta phải tăng lên 2 lần, tức là 12 nhân với 2 bằng 24 người. Từ đó ta sẽ dễ dàng tính xem muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày thì cần số người là, ta lại thấy rằng từ 1 ngày gấp lên 4 ngày, tức là tăng lên 4 lần, thì số người ta lại giảm đi 4 lần, tức là 24 chia 4 ta được kết quả đó là 6 người. Từ đó ta có đáp số cho bài toán này, đó là 6 người. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cách số 2. Đó là ta đi tính xem 4 ngày thì gấp 2 ngày số lần là, ta lấy 4 chia 2 bằng 2 lần. Từ đó ta sẽ đi tính xem muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày thì cần số người là, ta sẽ lấy 12 là số người cần để làm trong 2 ngày, ta chia cho 2 và ta được kết quả là 6 người, đáp số 6 người. Và các con có chú ý đó là khi làm bài, học sinh có thể giải bài toán bằng một trong 2 cách trên nhé. Các con sẽ tùy cơ ứng biến xem cách nào mà hợp lý thì chúng ta sẽ làm. Rồi, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi ôn lại một số kiến thức cần nhớ về bài toán này. Cô và con sẽ cùng nhau đi làm bài tập trong sách bài tập nhé. Chúng ta sẽ đi vào bài tập số 1 này. Đề bài người ta cho con biết đó là: biết rằng 14 người xây xong tường rào quanh tường phải mất 10 ngày. Nay nhà trường muốn xây tường rào đó trong một tuần lễ thì cần bao nhiêu người làm? Biết mức làm của mỗi người là như nhau. Như vậy, muốn tính xem muốn xây trong một tuần lễ thì cần bao nhiêu người làm, ta sẽ phải đi
tính theo hai cách. Cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ đi tính xem muốn xây xong tường rào trong một ngày thì cần có số người là. Ta sẽ lấy 10 ngày thì cần 14 người, như vậy một ngày là 10 chia cho 10 bằng 1, đúng không nhỉ? Giảm đi 10 lần thì số người phải tăng lên 10 lần, tức là 14 x 10 bằng 140 người. Rồi từ đó ta sẽ dễ dàng sẽ tính xem muốn xây xong tường rào đó trong một tuần lễ, tức là 7 ngày, thì cần bao nhiêu người. Ta sẽ lấy xem số người mà cần trong một ngày là 140 người đó, ta chia cho 7 lần, đúng không nhỉ? Bởi vì 7 gấp 1, 7 lần mà. Như vậy ta sẽ lấy 140 chia cho 7, ta sẽ ra kết quả. Hoặc là cách số 2, ta sẽ đi tính xem 10 ngày gấp 1 tuần bao nhiêu lần. Ta sẽ lấy 10 chia cho 7, ta được 10/7. Rồi từ đó ta sẽ dễ dàng tính xem, như vậy để xây xong tường rào trong 1 tuần thì cần bao nhiêu người. Ta sẽ lấy 10 ngày thì hết cần 14 người, ta chỉ cần lấy 14 nhân với 10/7 là ta sẽ ra kết quả. Trước tiên chúng ta sẽ đi tóm tắt bài toán này đã nhé. Đầu tiên ta sẽ đi này, 14 người thì hết 10 ngày. Như vậy người ta hỏi xem hết bao nhiêu người thì làm trong 7 ngày. Đầu tiên chúng ta sẽ làm theo một trong hai cách. Cách nào cũng được. Như vậy cô sẽ đi làm cách số 1 nhé. Chúng ta sẽ đi tính xem muốn xây xong tường rào trong một ngày cần số người là. Ta sẽ lấy 14 nhân với 10, ta được kết quả đó là 140 người. Từ đó, sau khi tính được xem một ngày thì cần bao nhiêu người, ta sẽ dễ dàng tính xem muốn xây xong tường rào trong một tuần thì cần số người là. Ta sẽ lấy một ngày thì cần 140 người, như vậy 7 ngày ta sẽ lấy 140 chia 7, ta được kết quả đó là 20 người. Từ đó ta có đáp số cho bài tập số 1, đó là 20 người. Hoặc chúng ta có thể làm theo cách số 2, đó là đầu tiên ta sẽ tính xem 10 ngày gấp 7 ngày số lần là. Ta sẽ lấy 10 chia 7, ta được kết quả là 10/7 lần. Sau khi tính xem 10 ngày gấp 7 lần, 7 ngày số lần là bao nhiêu, ta sẽ đi tính xem muốn xây xong tường rào trong một tuần thì cần số người là. Ta sẽ lấy 14 nhân với 10/7. 14 nhân 10 bằng 140. 140 mà chia cho 7, ta được kết quả tương tự như cách số 1, đó là 20 người. Từ đó ta có đáp số cho bài tập số 1, đó là 20 người. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 2 nhé. Đề bài người ta cho con biết đó là đầu tháng
bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho 100 học sinh bán trú ăn trong 26 ngày. Thực tế thì nhà trường đã có thêm 30 học sinh bán trú nữa. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày? À, muốn tính xem. Ban đầu là có 100 học sinh thì ăn hết trong 26 ngày. Nhưng mà lại có thêm 30 học sinh nữa thì phải tính xem ăn hết trong bao nhiêu ngày. Ta sẽ đi tóm tắt bài toán này trước đã nhé. 100 học sinh hết 26 ngày. Như vậy thêm 30 học sinh hết hỏi chấm ngày. Muốn tính bài toán này chúng ta sẽ có hai cách làm. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ đi tính xem một học sinh ăn hết cái số gạo đó trong thời gian là bao nhiêu. Ta sẽ lấy 100 học sinh thì ăn hết trong 26 ngày. Như vậy một học sinh ta chỉ cần lấy 26 nhân với 100 là ta sẽ ra kết quả. Rồi từ đó ta sẽ dễ dàng tính xem 130 học sinh ăn hết số gạo đó trong thời gian là bao nhiêu. Ta chỉ cần lấy cái thời gian mà một học sinh ăn hết số gạo đó trong bao nhiêu ngày, ta chia cho số học sinh là 130 là ta sẽ ra kết quả. Hoặc cách số 2 là ta sẽ đi tính xem khi mà có thêm 30 học sinh thì tổng số học sinh của nhà trường là 100 cộng 30 bằng 130 học sinh. Rồi ta sẽ đi so sánh xem 130 học sinh so với 100 học sinh thì tăng số lần là bao nhiêu. Rồi từ đó ta cũng sẽ dễ dàng tính xem 130 học sinh ăn hết số gạo dự trữ trong thời gian là bao nhiêu lâu. Như vậy ta sẽ đi làm theo cách số 1 nhé. Ta sẽ đi tính xem một học sinh ăn hết số gạo trong thời gian là, ta sẽ lấy 26 nhân với 100, ta được kết quả đó là 2.600 ngày. Rồi từ đó ta sẽ đi tính xem 130 học sinh ăn hết số gạo trong thời gian là, ta sẽ lấy một học sinh ăn hết số gạo trong thời gian là 2.600 ngày chia cho 130 sẽ bằng 2.600 mà chia cho 130, ta sẽ được kết quả đó là 20 ngày. Từ đó ta có đáp số cho bài tập số 2, đó là 20 ngày. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm cách số 2 nhé. Ta sẽ đi tính xem cách 2 này. 130 học sinh gấp 100 học sinh số lần là, ta sẽ lấy 130 chia cho 100, ta được kết quả đó là 130 phần 100 tức là 13 phần 10 lần. Rồi từ đó ta sẽ dễ dàng tính xem 130 học sinh ăn hết số gạo trong thời gian là, 130 học sinh ăn hết số gạo trong thời gian là, ta sẽ lấy 100 học sinh ăn hết số gạo trong 26 ngày ta chia cho 13 phần 10 sẽ bằng 26 nhân với 10 phần 13. 26 nhân 10 bằng 260. 260 mà chia cho 13, ta được kết quả đó là 20 ngày. Từ đó ta có đáp số cho
Cách số 2 đó là 20 ngày. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 3 nhé. Đề bài người ta cho con biết đó là để hút hết nước ở một cái hồ lớn phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ. Hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ sung bao nhiêu máy bơm như thế? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tóm tắt bài toán số 3 nhé. Tóm tắt này. 5 máy bơm thì làm trong 18 giờ. Như vậy, người ta hỏi con xem hết bao nhiêu máy bơm thì làm trong 10 giờ. Như vậy, muốn tính xem, muốn hút hết nước đó ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ sung thêm mấy máy bơm như thế. Thì ta sẽ đi tính xem 18 giờ so với 10 giờ thì giảm số lần là bao nhiêu. Ta sẽ lấy 18 chia cho 10, ta sẽ ra kết quả. Rồi từ đó ta sẽ đi tính xem số máy bơm để hút hết nước trong 10 giờ là bao nhiêu. Ta biết rằng 18 giờ thì dùng 5 máy bơm, như vậy trong 10 giờ thì ta sẽ lấy 5 nhân với cái tỷ số mà chúng ta vừa tính ở bên trên là ta sẽ ra được số máy bơm, đúng không nhỉ? Rồi từ đó ta sẽ dễ dàng tính được số máy bơm được bổ sung vào bằng cách lấy số máy bơm hút hết nước trong 10 giờ trừ đi số máy bơm ban đầu là 5 máy là ta sẽ ra kết quả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 3 nhé. Đầu tiên ta sẽ đi tính xem 18 giờ so với 10 giờ thì giảm số lần là 18 giờ so với 10 giờ thì giảm số lần là ta sẽ lấy 18 chia 10, ta được kết quả đó là 18 phần 10. Và ta rút gọn cả tử và mẫu cho 2, ta được phân số 9 phần 5 lần. Từ đó ta sẽ đi tính được số máy bơm. Số máy bơm hút hết nước trong 10 giờ là số máy bơm hút hết nước trong 10 giờ. Là ta sẽ lấy 5 máy ban đầu bơm trong 18 giờ nhân với tỷ số là 9 phần 5. Ta được kết quả đó là 9 máy bơm. Rồi từ đó ta sẽ dễ dàng tính được số máy bơm được bổ sung vào là số máy bơm được bổ sung vào là ta sẽ lấy 9 máy thì bơm hút hết nước trong 10 giờ, ta trừ đi 5 máy ban đầu, ta được kết quả đó là 4 máy bơm. Từ đó ta có đáp số cho bài tập số 3 là 4 máy bơm. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập của bài số 18, ôn tập và bổ sung về giải toán. Tiếp theo, cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.